Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay em có vệ sinh ra được ít con máy nha, con máy rửa xe. Thì bên này thì có mấy bộ, có bộ nước nóng lạnh nè, Jetman. Bộ rất đẹp luôn nha, rất đẹp luôn, bộ nước nóng, nước lạnh Jetman. Và bộ thùng máy xăng. Hòn máy xăng Mitsu kéo đầu Italia. Và bộ phun thuốc tự hành. Phun thuốc tự hành nha. Trong này thì có bộ máy ý. Máy ý 5HP. Ở trong này thì có máy bơm hơi nữa nha anh em. Bơm hơi. Xíu mình sẽ quay cụ thể luôn nha. Đó. Thì đầu tiên thì em xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối cuối tuần tràn đầy niềm vui và sức khỏe, chuẩn bị cho một ngày mới thật là tốt lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho anh em bộ này trước đi. Jetman nha. Siêu VIP luôn. Jetman. Jetman. Máy nước nóng lạnh Jetman nha anh em. Con này thì áp của nó là được 100 interbum. Dòng interbum áp 180 kg nha. Từ 150, 100 đến 150. 100 đến 150. Áp mát của nó là 180 kg. Nhiệt độ của nó là 100 độ C. 100 độ C. Kéo cái đầu interbum. Interbum nha. Interbum con này 6HP. Đầu đồng trước rất đẹp luôn nha. Rất đẹp luôn. Đồng trước rất đẹp. Có lọc dầu của nó này. Motor này, motor của Italia, motor riêng của nó luôn nha. Motor nguyên riêng nguyên bản luôn. Này tay hồi chỉnh áp ở đây. Tay hồi chỉnh áp. Interbum. Made in Italia. Anh em thấy cái bồn đốt inox không? Rất là đẹp luôn. Con này là còn nguyên đủ đồ hết nha. Rất là đẹp. Này mua cái nắp của nó đây. Mấy cái nắp đó. Em chỉ vệ sinh sơ sơ bên ngoài thôi. Vệ sinh rửa xà bông Momo thôi nha anh em, chứ không có tẩy rửa vậy nè. Hàng nguyên riêng nguyên bản chất lượng. Để về cho anh em xài. Trong này có cái quạt hút nè. Làm cho mát motor với lại nó giải nhiệt nha. Đây anh em thấy không? Cái hệ thống đốt nóng này, inox. Cái này thì anh em muốn xài nóng thì mình xài nóng nha. Hot là nóng nè. Quốc là lạnh nha. Nước lạnh nước nóng nè. Nhiệt độ nè. 70 độ C. Mát. Này là mát. Này là test. Đồng hồ. Báo còn nguyên riêng hết nha anh em. Con này thì điện 3 pha. 3 pha 200 hoặc 3 pha 380 đều được hết á. 3 pha 200 thì anh em có điện 3 pha thì xài biến tần 3 pha. Còn con này xài điện muốn xài 3 pha 380 thì sẽ đấu qua điện 3 pha 380 nha. Là một động ok hết cho anh em nha. Rồi như con này nguyên riêng nguyên bản của nó luôn nha anh em. Em làm test chạy ok hết. Giá là 18 triệu, chưa bao gồm dây súng nha. Giá 18 triệu. 18 triệu bộ này. Con này anh em đi vệ sinh nhà máy ô tô, lốc máy, vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh khoang máy á, rất là đã luôn, 18 triệu. Rồi. Làm chạy ok cho anh em nha. Hàng thì anh em yên tâm đi, bên kia có một con nữa. Một con trong kia đó nè. Một con kia nữa, nhưng mà nó bị thiếu cái nắp. Thiếu hai cái nắp hai bên. Thiếu cái nắp hai bên nha. Thiếu một cái nắp thiếu nắp như này, có một thiếu như hai cái như này. Bộ trong nhà kia nữa nè, còn bộ. Bộ này đầy đủ nắp hết. Anh em nào mua mà không muốn không có nắp thì em sẽ có bán giá nó mềm hơn. Trong bộ trong kia. Rồi, tiếp tục thì tới hôm nay thì chơi màu đỏ không luôn nha anh em. Chơi màu đỏ không luôn. Như bộ này. Bộ này thì kéo cái đầu Italia. Rất là đẹp luôn. Đầu Italia nha. Con này thì 5.5 G13. Đầu Italia. Đồng hồ còn nguyên riêng luôn nha. Nguyên riêng nguyên bản luôn. Con này áp em từ 80 đến 100 kg. Tại vì chạy máy xăng. Còn nếu mà chạy motor á, lắp con motor này 120-150 kg là vô tư nha. Đầu rất là đẹp luôn nè. Quá đẹp luôn nha anh em. Rồi con này thì kéo bởi cái máy xăng Mitsubishi.
Mitsubishi GB220. GB220 7 PS. 7 PS là 7 ngựa nha anh em, 7 ngựa, 5,5 kg, 5,1 kW 7 ngựa nè. Đó, à, kéo cái máy xăng có đề, máy Mitsubishi có đề nha. Bình xăng nó còn, wow, bình xăng còn mới tinh luôn nha anh em. Bình xăng còn rất là đẹp luôn. Đó. À, con này thì đang chạy của nó là 915 giờ. 915 giờ nha. Con này có đề hết nha anh em. Đó, có đề, có bình hết. Có hai cái nắp của nó nè. Đó, có bình rin của nó nè. Anh em thấy cái bình sơn con à, rất là đẹp luôn. Đó, mấy con này đề là nổ nha, chạy rất là êm luôn. Đó. Đó. Bình rất là đẹp. Rồi, bộ này thì anh em nào mua thì mình sẽ làm chạy ok hết nha anh em. Giá là 11 triệu rưỡi. 11 triệu rưỡi là bộ này nha. Làm chạy ok hết, giá 11 triệu rưỡi. Rồi. Rồi tiếp tục tới em có một bộ máy tự hành. Bộ máy này là phun thuốc tự hành nha. Con này thì nó thiếu cái dây, thiếu dây nha anh em. Đó, kéo cái đầu SB351. SB351. Con này ti 20 da 25 nòng sứ nha, nòng sứ màu đen. Đó, xài rất là ngon, rất là bền luôn nha anh em. Đó, cái này tay hồi chỉnh áp ở đây. Đó, cái bầu áp đây. Con này ra hai vòi vẫn được, một vòi là ra dây lulu nè và một vòi ra thẳng dây đồng hồ nguyên riêng nguyên bản luôn nha anh em. Con này rất đẹp luôn. Đó, nguyên riêng nguyên bản luôn nè. Kéo ra cái máy xăng Mitsubishi GM132, Mitsubishi 132 nha. Đó, con này Mitsubishi, máy Mitsubishi 40S 4 ngựa. Rất là đẹp luôn nha anh em. Mới tinh luôn, rất là đẹp luôn. Con này lưu lượng nước 22 lít, áp 50 kg. Con này vô số nè, hồi trước mình cũng bán được 2-3 bộ vô số nè. Đó. Con này đang thiếu cùng dây nha anh em nào mua dây bao nhiêu mét thì em sẽ gắn vô dây bao nhiêu mét. Đó, có dây đầy đủ hết cho anh em nha. Đó, con này như bộ như vậy, bộ như vậy thì dây thì tầm 50 mét dây. Còn anh em nào muốn mua thêm thì mình sẽ bán thêm nha, 50 mét dây. Đó, gắn 50 mét vô và test chạy ok cho anh em nha, gồm dây hút hồi nữa nè. Đó, và bát xịt là giá là 13 triệu rưỡi, 13 triệu 500 với bộ Kelrick này. Có tự hành luôn nha anh em, tự chạy nha. Đó, tự chạy là bóp thắng là nó chạy nha, bóp thắng là nó chạy, nó tự nó chạy luôn á, bóp thắng là tự chạy luôn. Kelrick SB351, kéo Mitsubishi hộp tự hành của đây, hộp số này còn rất là mới luôn nha anh em, thấy không? Đó, hộp số rất là mới luôn, dàn sườn dàn khung à, còn mới tinh nè, lulu nè, rất là đẹp. Đó, hệ thống vô tải ra tải nè. Đó, cái lốc máy nè, cái lốc hộp số nhầm của nó đó, tự nó chạy, nó chạy nhanh lắm á. Mình bóp cái phanh này nè, nó chạy nhanh lắm nè. Đó, thử nó chạy luôn. Đi xe điều khiển á. Rồi. Giá là 13 triệu rưỡi nha anh em, chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi tiếp tục thì bên này thì em có một bộ Ý Italia, bộ máy Ý nha. Bộ máy Ý con này thì kéo cái đầu máy Anbuvi. Đó, AR. Con này G13, tỷ sứ của nó là 20 ly nha anh em. Áp con này lên từ 100 đến 120 kg. 150 vẫn được nhưng mà ép máy quá nha. Đó, 150. Đầu Ý nè. Con này rửa xe, tải xe xe ben rất là khỏe luôn. Motor của nó là 3,7 kW 5 HP. 3,7 kW 5 HP nha. Đó. Con này có hệ thống điện, hệ thống ngắt điện nha, ngắt súng là ngắt máy. Ngắt súng là ngắt máy luôn, tay hồi chỉnh áp nè. Đó, có lọc nước luôn nè. Lọc nước nha. Mình sẽ gắn đường hút vào dưới này và đường hồi chế lắp dây điện hết, ngắt súng là ngắt máy luôn. Đó, thùng máy nóc ở dưới nè, có poker luôn nè. Poker là đút vô đây là ngắt. Poker mất anh Italia luôn nha nè. Đút vô đây là ngắt máy, ngắt nước nha. Cấp nước cấp vô luôn. Đó. Nắp của nó đây. Đó, để nó hơi bụi xíu nha nè. Đó. Rồi. Hộp điện trong này thì có công tắc, tắt ngõ đầy đủ hết. Rồi như bộ này, cả bộ như như vậy nha anh em.
chưa bao gồm dây súng thì giá là 13 triệu, 13 triệu chưa bao gồm dây súng như bộ này. Đó, anh em nào mua thì em sẽ test chạy ok cho tất cả mọi người nha. Đó, anh em yên tâm mà xài, giá 13 triệu. Thôi giờ em sẽ giới thiệu cho anh em một ít bơm hơi. Trong này có được mấy con ba ngựa và năm ngựa nha, ba ngựa và năm ngựa. Nào đầu tiên thì có con Hitachi năm ngựa nè, Hitachi năm ngựa nha, Hitachi năm ngựa, bình là 800, bình là 80 lít, 80 lít. À, cái nhớt à, rất là đẹp luôn nha anh em. À, con này còn khá đẹp luôn nè, cái đồng hồ van nè. À, con này thì đầu hai đầu Hitachi, à, 2,2 kW, 3 HP, 3 ngựa. Quay liền. À, Hitachi nha. Rồi con này thì làm chạy ok cho anh em nha, là giá là 12 triệu, 3 ngựa, 12 triệu, làm chạy ok. Ở trong này thì có con 3 ngựa Hitachi luôn nè, cũng 3 ngựa Hitachi. À, con này thì bên Nhật nó sơn phủ lại nha. À, chứ em không có sơn phủ tự sơn gì hết, nhưng mà con này còn khá đẹp, không nguyên riêng luôn nè. À, nhưng mà bên Nhật nó sơn phủ rồi thôi. À, sơn phủ lại nha. Nhiều khi hàng này về nó cũng hơi chóc chóc á, nhiều khi cũng anh em sơn lại. Con này là bên Nhật tự sơn luôn. À, à, làm chạy ok hết. Con này cũng Hitachi 3 ngựa luôn, như vậy luôn. Là con này bán cho anh em 11 triệu nha anh em, làm chạy ok nha. Bao cho anh em xài 11 triệu. Con Hitachi này. Đó, nó dính bụi thôi nha anh em, chứ cái bình nó còn rất là đẹp luôn nè. Đó, bình này con. Con này cái bình còn đẹp nha anh em. Đó. Máy này chạy rất là êm luôn. Là làm 3 pha nha. Anh em muốn xài làm 1 pha thì em sẽ làm 1 pha. Đó, làm 1 pha 220 vẫn được luôn. Trong này thì có con 5 ngựa nè, hai con 5 ngựa nè. Đó, hai con 5 ngựa. Hai cấp nha. Hai cấp 5 ngựa, hai cấp 3,7 kW. 5 ngựa hai cấp 3,7 kW, điện 3 pha 308. À, 3 pha 308 nha. 125 lít. Rồi, có được hai con. À, con này thì nó đẹp hơn, con này thì bán anh em 16 triệu. 16 triệu là làm chạy ok luôn nha. Và con này là 15 triệu. À, con này là 15 triệu 3 pha. Con này cũng còn khá là đẹp, chứ là nó hơi bị quay cụ thể anh em xem nha. À, bình bọng thì em bao cho anh em luôn nha, có hộp điện thở đầy đủ hết nè. Nói chung là hàng này em bao cho anh em xài. Rồi bơm hơi thì anh em biết rồi, xài nó rất là lâu hư nè, không dễ mà hư đâu. Đó, nó tự nó chạy hoài luôn à, anh em xịt rồi nó hết là từ chạy à. Con này có con Toshiba này nha anh em, 5 ngựa. Con này cũng còn rất đẹp luôn à, Toshiba 5 ngựa. Van rơ le điện đầy đủ hết. Mấy con này cũng có rờ le đầy đủ hết nha. À, Toshiba này, Toshiba 5 ngựa này bán em 14 triệu là làm chạy ok luôn nha. 14 triệu. Làm chạy ok, tá chạy ok hết. À, trong này thì cũng có trong này thì em đang có một bộ dọn lên bộ máy áp 3,5 nè. Áp 3,5 nha. Áp 3,5. À, rất là đẹp luôn. 3,5. Motor con này là 15 kW, áp 3,5. Xịt rất là đã luôn nha anh em. Mặt đồng à, thấy không, rất là đẹp luôn. Bộ này đầy đủ như vậy, chưa dây súng nha anh em, là giá 27 triệu. 27 triệu là chưa bao gồm dây súng, còn dây súng là tính thêm. Đó, như con này em đang trang bị là súng bét ý nè, bét xoáy nè, và súng Italia. Súng này súng riêng của nó luôn nè, súng riêng của nó nha. Mà cái cần thì cần này của Italia mới, hộp điện công tắc đầy đủ hết nha anh em, nhấn nút là chạy luôn nè. Đó, này là máy không là 27 triệu. Trong này có bộ thùng 508 nha, bộ thùng ok 508, bữa trước mình test video clip á, là giá 14 triệu, 508. Nè, đầu ok 508, giá 14 triệu. À, bên này thì hàng em cho thợ nó dọn nha anh em. Trong này có bộ hát nè, bộ hát áp 200 kg, áp 200 kg nha, áp 200 kg. Motor con này là 10 ngựa, 7,5 kW, 10 ngựa. Trong này có công tắc đầy đủ luôn nè. À, hộp khở áp 200 kg nha, chưa có thời gian để dọn lên. À, đầu hát áp 200,
này đang ráp hai bộ cho khách nè, hai bộ Italia, bộ máy Ý nè, bộ máy Ý motor 5HP đầu Italia này, ráp Jaguar nha. Con này khách đặt chắc chắp Jaguar hai bộ, hai bộ. Ở đây trong này có bộ máy của như nãy nè, mà thiếu nắp luôn nè, đầu nó như nãy mà thiếu nắp. Trong này có motor đó nha anh em, motor này 11 kg nè, 11 kg, 1 kg để ráp mấy con lớn nha. Con này 15 kg. Đó, con này 11 kg của Superlay. Motor này đời cao nha anh em, motor bên này bên mình cũng có rất là nhiều luôn để ráp máy nè. Và anh em nào mua giá thợ, giá thì bán xe giá thợ. Như con 2.2 này nè, 2.2 này, đó, motor bán cho anh em 1.8 triệu nha. Motor 2.2 1.8 triệu một con. Đó, 2.2 Hitachi nha anh em, Hitachi. Đó, 1.8 triệu. Trong này cũng có mấy con Hitachi nè. Con này Superlay đẹp nè, Superlay này bán anh em 2 triệu nha. 2 triệu là giá bao bao là bao không cháy nha anh em. Đó, chưa bao chạy. Anh em nào muốn đấu chạy 3 pha 358 thì em sẽ đấu 3 pha 358. Đó, thêm em 200 ngàn nữa. Con này 2 triệu nha. 2 triệu. Đó, rất đẹp luôn, Superlay rất đẹp. Máy này tháo máy rồi anh nha anh em. Con này cũng Superlay nữa nè. Đó, Superlay nữa. 2 triệu luôn nha, 2.2. Con này 1 kg rưỡi nè. 1 kg rưỡi báo anh em 1 triệu 3 nè, 1 kg rưỡi nè. 1 triệu 3. Đó, Superlay. Trong này có Superlay 5.5 kW, rất đẹp luôn. Siêu phẩm luôn nha anh em. Superlay 5.5 kW, Toshiba 5.5 kW nè. Đó, con này cũng 5.5 kW luôn. 5.5. Đó, có được 3 con máy con 5.5 nha. Đó. Motor có motor 0.75 kW nè. Đó, 0.75 kW, một cửa Hitachi nè. Máy này tháo bơm hơi rồi nha anh em, tháo bơm hơi đấy. Tại vì khách muốn đổi một pha, lắp đổi một pha. Còn 3 pha thì em để 3 pha. Có được còn được 3 con motor mới luôn nha, motor mới. Motor con này là motor mới luôn. Toshiba mới luôn. Đó, hàng Toshiba mới luôn nha anh em, 3.7 kW nè. Hàng mới nguyên kiện luôn. Con này để ráp cho mấy con máy VIP nha anh em. 311 nè, đầu Italia, đầu Ý nè. Đó, nè thấy không, mới tin luôn. Mới khui thùng luôn nha anh em. Bữa trước mua 12 con giờ còn 3 con nè. Ráp máy với lại bán lẻ cho anh em nè. Đó, này bán anh em 4 triệu một con nha, 4 triệu. Mới luôn. 3.7 kW. 4 triệu mới tin luôn nha anh em. Đó, hàng mới tin luôn, siêu tầm luôn. Đó, có được bòn được 3 con. Đó, motor rất là nhiều luôn nha. Trong này có bộ của Superlay 2.2 kW kéo đầu mà VW 403 430 nha, Tia da 20, da 20. Đó, da 20. Trong này có mấy bộ khung 508 nè. Đó, bộ khung 508. Cái bộ khung 508 này chắc để tháo rời ra bán motor với bán đầu riêng. Đó, bán khung riêng luôn nha. Đó, khung riêng luôn. 508. Còn nhiều nữa nha anh em. Đó. Cái này bên này thì có mấy cái thùng máy nước nóng à. Bữa trước bán hai thùng bán trong cho khách một cái thùng rồi. 14 triệu bộ nước nóng này. Bộ nước nóng kéo cái đầu BMW 2HP 14 triệu nguyên thùng luôn, làm nước nóng chạy luôn nha anh em. Con này cái bộ nước nóng rất là to luôn. Nóng lạnh rất là to luôn, cách chờ. Anh em nào mua về làm mình vẫn bán về làm nha anh em. Giá thợ về làm luôn. Cách chờ. Rồi hôm nay thì em có giới thiệu cho anh em được một khách hàng như vậy. Đó, anh em nào cần thì cứ lưu qua số điện thoại của em 033 241 6648 nha. Cảm ơn anh em đã xem hết video clip. Cảm ơn anh em có một buổi tối trời này làm vui. Hẹn gặp lại anh em các clip khác. Rồi xin chào và hẹn anh em. Bye bye.